Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với Deep Rock Galactic Survival nha. Ở tập này thì mình sẽ sử dụng nhân vật Engineer. Vũ khí của Engineer đó chính là những cái Locust như thế này nè. Ray of Fire. Ok, chúng ta sẽ lượm 6 bông hoa. Đó, Locust đang làm việc nè. Bắn cũng khá là lực á. Locust này nó sẽ giúp chúng ta rất là nhiều ha. Mình có thể rảnh tay đi đào. Ồ, ok, mình sẽ lấy đam cho tất cả hay là lấy máu? Lấy máu đi. Mình muốn có một cái thời khởi đầu nó suôn sẻ hơn. Ok, mình đang chơi map mắt mặt kho. Đây là một cái map rất là khó chịu. Tại vì các bạn thấy đây, có những dòng sông dung nham ha. Bước vào thì nó sẽ cháy. Nó sẽ mất 2 máu 1 giây. Còn mấy cái này nó còn ghê hơn nữa nè các bạn. Bạn thấy chưa? Đó. Nguy hiểm kinh khủng. Rồi chúng ta sẽ đi cảo map nha. Sao mà không thấy cái gì à? Quặng hiếm cũng không thấy luôn. Ở đây có miếng vàng nè. Chưa có súng các bạn. Đó. Rồi bắn đi, bảo kê cho mình đào chứ. Rồi lên cấp. Ui. Mình có súng phun lửa và súng điện. Mình nghĩ là mình sẽ lấy súng phun lửa đi. Còn điện thì để từ từ nha các bạn. Tí nữa nó ra thì mình sẽ chọn. Bum. Ok. Rồi. Khá là thuận lợi nha các bạn. Chết tụi ơi. Reload speed. Đúng thứ mình đang cần. Ui đau á. Nè mình đứng lên dung nham cho các bạn xem không. 2 máu 1 giây. Ở đây có 500. Mình nghĩ nó có ngon không ta? Ôi. Đó. Lock hay là Rarefy đây? Chúng ta sẽ lấy lock đi. Thử coi. May mắn thì chúng ta có cơ hội rơi ra nhiều cái xịn hơn các bạn. Lock it. Lấy cái gì đây? Lấy cái gì đây? Richen. Richen nó có tác dụng cho mấy cây Locust này không ta? Rồi, ui đào. Ôi, nó phun hả? À, acid splitter. Rồi chết. Quá nhanh luôn. Ok. Cũng không cảo được nhiều các bạn. Cũng không cảo được nhiều nhưng mà thôi. Tới đây đủ rồi. Mình sẽ tranh thủ mình lên mình lượm cái cục kinh nghiệm to này. Đau. Không mà chết máu cũng không có gì. Ê, ở đây có một cái quặng hiếm nữa nè. Khó hiểu. Ráng hốt một cái kinh nghiệm các bạn. Lên đam thôi. Biến ơi. Chúng ta sẽ tới tầng 2. Lifetime là cái nó tồn tại các bạn. Tăng 100%. Nó sẽ tồn tại lâu hơn. Okay. Ý, flash mà. Ây da, cái này là cái gì? À, nó sẽ nổ khi mà nó biến mất các bạn. Mình sẽ lấy flash ma. Ở đây có reload speed này. Ôi, thì một cái nữa. Ôi, mình sẽ lấy cái gì đây? Cái này nó sẽ... kiểu như là nó sẽ phá mấy cái đá các bạn. Cái này phá đá. Còn cái này là nó sẽ cộng thêm... một beam. Cộng thêm một beam hay hơn chứ đúng không? Chúng ta có kinh nghiệm này. Đâu để coi nó tăng thêm một beam thì nó như thế nào nha. Cái kia thì nó sẽ bắn liên tục ra cái plasma. Mà cái nguyên tố plasma là mình chưa sử dụng lần nào luôn á. Đó. Rồi để coi coi cái súng phun lửa. À nó phun ra hai tia. Còn mình chọn cái kia thì nó sẽ kiểu như nó sẽ đào về mình luôn á. Sao đen cái đống người á. Hồi nãy mình có chọn thêm 15%. Ê mấy cái plasma này nó có dội tường nữa, nó có bật tường nữa nè các bạn. Ghê vậy. Thôi phun tụi nó thấy bà tụi nó đi. Phiền phức thiệt. Swarm detected. Get ready. They'll be with you shortly. Swarm tới à.
Ồ, đào đi. Đúng rồi, xong. Khúc này giờ thấy nó nguy hiểm sao ta? Đừng cắp được rồi. Ôi, chúng ta có điện các bạn ơi. Súng này là chuyên điện luôn. Tupi. Cái súng này thì nó sẽ bắn đạn. Ê. Ôi, nó bắn đạn dí các bạn. Humming, humming. Đạn này đạn humming rồi. Rồi, được nha. Lấy cái plastic đi. Từ từ nha. Đó, nó sẽ lock nè. Nó sẽ khóa mục tiêu và nó sẽ bắn ra. Ê, cái súng này hay nha. Không biết nó có nguyên tố không. Còn squam tới. Bây giờ mình tranh thủ đi. Cứ đi vòng vòng. Ý, rare fire ngon nè. Rare fire nhiều mà rock speed nó tào lao cũng vậy rồi các bạn. Né nè, né nè. Mấy cái dòi này cũng vui. Mà né tụi nó cũng dễ. Không có gì khó. Chửi dữ vậy anh. Mấy anh người lùn này nó bậy quá các bạn. Thánh tình nóng nảy. Toàn là dân hiếu chiến không à. Nè, đam cũng không to lắm. Ôi, 12 máu của tôi. Supply. Chúng ta có gold. Okay. Đây lấy con bọ được nha. Refi. Redam đi hay là ref. Lấy redam đi chứ. This works. Reload speed. Rồi. Tranh thủ cái lúc con boss chưa ra, mình xuống đây mình lượm. Không biết cái này là gì à. Ray of Fire hay là Beat Up Radiant. Mình thấy cái cây súng này, cái Ray of Fire của nó cũng không có tác dụng gì nhiều đó các bạn. Ôi đau. Thôi được rồi, đừng cắn nữa. Ôi vậy mà cũng ăn 2 đam. Ờ, mình hoàn thành nhiệm vụ rồi. Thì chúng ta đi vòng vòng coi coi map này có gì chúng ta lượm không. Ờ, ở đây có gì đây nè cha. Xúc thôi. Ê, rồi boss chết rồi các bạn. Vai thiệt chứ. Boss mong manh dữ rồi. Ở đây có cái quặng hiếm nè. Ờ, đây có vàng luôn. Mình tập ra đi hết. The drop pod is about to leave. Get your ass moving, miner. Ôi ôi. Tầm bậy rồi, thôi, đi thôi các bạn. Stage 2 completed. Taking you closer to your target. Ê, ở đây nó có thêm một beam nữa nè, ghê vậy. Súng phun lửa mà có thêm một beam nữa. Ờ, vàng không à. Mining speed. Máu này. Roll nhẹ cái đi. Đi giáp. Richen. Từ từ nha, cái Richen của mình đang là 29. Mấy cái này nó có Richen không ta? À dạ, yeah, mình mong là nó có các bạn. Để tí nó bắn mình quan sát. Nếu mà nó có cái đam bất thường là nó có Richen. Còn không có thì thôi, chứ biết làm sao. Ok. Mình đứng giữ khoảng cách với cái này nha. Ê, nó có crit nha các bạn. Nó có crit lên 7 mấy rồi. Bình thường bắn 39 mà crit lên 7 mấy. Thôi, hy sinh thôi các bạn. Qua đây đào vàng nè. Ủa, này nó bắn ra 3 tia rồi nha. Ơi, có tỷ lệ chí mạng là mình vui rồi. Cũng không đòi hỏi gì nhiều đâu. Ui, vũ khí mới nữa kìa.
này đâm điện các bạn. Chúng ta có nên lấy đâm điện không hay là chúng ta nên lấy cái đâm lạnh này? Cái này thì nó sẽ tạo ra mấy cái con drone bay xung quanh. Cái con drone này sẽ làm chậm nhưng mà mình sẽ lấy cái đâm điện này nhé. Rồi, được chưa? Ok, xong nhiệm vụ. Mấy cái trụ điện này nó không có hoạt động riêng lẻ được các bạn. Kiểu nó phải có đồng đội. Vậy là mình lúc nào cũng phải di chuyển. Trời ơi, súng phun lửa nó bắn 3 tia rồi. Quá là khỏe luôn. Hay là mình on in súng phun lửa trong cái game này ta. Ok, thì súng phun lửa nè, reload stick này. Tăng thêm cái lifetime cho nó. Ok. Bình thường là 17 đúng không? Mong mà nó có tác dụng ha. Ơi, ở thôi, thôi. Đau ơi là đau luôn á. Đam nữa nè. Mình đang coi không biết cái lửa này nó có tỷ lệ chí mạng không. Reload stick. Cái plasma là nó có, nó rít lên 71 rồi đó là mình biết rồi. Còn cái này thì ba hồi là 34 19 thì tùm lum hết. Nghe kiểu như mình đến đây mình cân hết luôn á các bạn. Xong. Ok, chúng ta có Nitra. Chúng ta có Dam. Mình sẽ lấy cái này đi, mặc dù mình sẽ đi chậm nha các bạn. Dam của mình thì nó sẽ tăng lên nhưng mà mình sẽ đi chậm lại. Thế thôi. Ok. Nó maximum luôn. Lục code nó đang làm quá là tốt đi. Rồi cái này overlock thôi. Extra một chạc. Ồ thêm một chạc nữa. Cái này nó nổ khi mà nó có cần không ta? À thêm một chạc nữa. Thêm một chạc nữa đi. Đây là chúng ta có ba chạc. Tạo ra liên tục. Trời ơi, plasma nó bắn vòng vòng rồi, nhìn thích ghê luôn á. Thôi tranh thủ đào thôi các bạn. Ê, boss ơi. Từ từ thôi em. Từ từ thôi anh ơi. Trời ơi. Không cho mình làm bất kỳ cái gì luôn á. Nói đây thì đâu kịp làm gì nữa. Thôi đi thôi. Đây có cái quặng hiếm. Ôi nguy hiểm nha. Nổ. Get yourself onto that drop pod. It's about to. Stage 3 done and dusted, miner. We'll have a good meal ready for you. Của cây này hả? Dứt thôi. Có cái legendary thì mình xúc thôi các bạn. Khỏi suy nghĩ. Tiền đâu mua? Đâu đủ đâu. Mắc HP. More option. I'm having an epic vision. Hết rồi. Hết hết rồi. Giờ mình roll nữa cũng không được các bạn. Giờ mình thấy cái gì nó cũng mắc hết. Nó a băng nó bá dội tùm lum nữa kìa. Thằng này vô đây. Thằng này vô đây kiếm ăn nè. Bây giờ nó phun phải 1 tia. Giờ nó phun 3 tia. À, mấy cây súng phun lửa kiểu như nó chưa có kịp hoạt động luôn á. Là mấy cái cây plasma nó bắn hết rồi. Tổng đài thông báo thì thông báo thôi nhưng mà à update thôi, thêm một chạc hay là ý bây giờ nó sẽ đi theo mình. Chết thôi. Bây giờ được gắn bánh xe rồi các bạn thấy không? Mấy cái low cost plasma giờ nó được gắn bánh xe. Nó sẽ chạy theo mình vòng vòng. Mình tính lấy máu các bạn. Nhưng mà thôi. Lỡ on in vô đam rồi.
Rồi máu các bạn chạy vòng hồi cũng có thôi. Đam nó không có to các bạn, nhưng mà đam của nó là đam liên tục. Đam theo dây. À, trời ơi. Nó gắn bánh xe nó đi theo mình. Chỗ này sẽ ai chơi lại? Damage. À, ý nó cũng giống y à. Nhưng mà nó này thêm một chạc nữa nè. Nó sẽ nổ khi mà nó biết... Thôi lấy cái này đi. Nó sẽ nổ khi mà nó biến mất thì nó sẽ lấy theo đam gì? Nó sẽ lấy theo đam hiện tại à? Cái này mình cũng chưa biết. Oh, thêm lifetime này. Không, nhưng mà mình sẽ lấy thêm kinh nghiệm thôi. Mình muốn nâng cấp từ nó lên trước. Còn kinh nghiệm thì từ từ. Cái giáp nè. Rồi, có giáp rồi. Mình tin hơn rồi. Boss nó xuất hiện rồi đó. Mình sẽ phải tiến tới cái boss trước. Không thôi là tụi nó giết con boss cuối nhanh lắm. Naka nè. Giờ ít để cha xài. Thì đây có máu nè. Rồi. Ok, một công đôi việc. Giống như có đợi theo bảo kê các bạn. Thích cực. Ồ. Đam. Ồ, hai cái này à. Nâng đam cho cái này đi. Nâng đam cho cái plasma của mình đi các bạn. Rồi, boss rồi. Rồi bạn ơi, cố. Cố quá là quá cố đó. Là quá cố thật, nó chết rồi kìa. Mình còn không kiếm được cái boss. Nó nằm đâu á. Ây da, cái game mà sao mà nó chống bánh dữ vậy ta. Mình đã mong chờ cái gì đó nó khó khăn hơn. Ok, chúng ta xuống luôn nha các bạn. Chúng ta xuống tầng cuối cùng luôn. Ok, ở đây có Epic nè. Lại nữa nè. If it looks good, show me more. Crit damn. This one makes me want to be a better dwarf. Ray of fire, ok. Oh, damn effect nè. Thôi, tiếp thôi các bạn. Rồi chúng ta tới tầng cuối cùng. Rồi. Ông nên good luck cho mấy con quái nè. Good luck cho tôi. Ờ, à, đào vàng chi nữa. Rồi chủ yếu là mình đào máu với đào Naka thôi các bạn. Rồi quan trọng là hai cái đó. Né né xa cái trứng lớn rồi. Giờ mình đụng cái trứng lớn là xong luôn. Mọi việc nó sẽ kết thúc rất là nhanh. Đi bắn mấy cái trứng nhỏ trước. Này mấy con bọ rồi chắc chắn có Naka rồi. Như lúc bóc á các bạn. Mình sẽ nâng nhiều hơn cho mấy cây số plasma nha. Rồi Naka đây. Hy sinh luôn các bạn. Tốt lốt trong kẹt. Chơi kỵ. Rồi. Chính luôn. Không kịp đụng tới mình nữa. Rồi là nó chín rồi. Chúng ta sẽ đến với những cái trứng tiếp theo. Không, cái trứng to bỏ đó đi. Từ. Nè, mình phải nhá nó nè. Chạy. Nhá nữa nè. Rồi nó sẽ có hai cái dây chuyền. Ngay trên thủ đạo quần hiếm nè. Ý, bên đây có cái quần hiếm nữa nè. Máu. Bên này nó có cái gì đó nè, mình thấy nè. Máu hả? À? Mình tưởng cái quặn hiếm đi chứ. Ok, lên cấp. Chúng ta sẽ lấy... Ờ, hết cái tạm đi. Mình sẽ lên mình lấy cái boss trước nha các bạn. Trời ơi, đây vàng quá trời luôn. Ở đây có một mớ nè, mình sẽ lợi dụng tụi nó.
Này cha đây luôn. Dọn cũng lâu thiệt ý. Rồi. Cho tôi cái gì đó ngon ngon coi. Nhưng mà mình thích cái này. Khi mà mình đứng yên. Rồi, boss ra hả? Xin lỗi bạn boss nha. Mình không cố ý. Rồi, xong. Bây giờ mà là mình giết con boss cuối được rồi các bạn. Không biết lên 18 nổi hôm nay. Mình cần cái cây súng một của mình lên 18. Phu gia đào. Đúng rồi. Để đi ông ơi. Ron nha. Ok. Ôi, Ray of Fire. Nó sẽ tăng cái tốc bắn nhưng mà nó sẽ giảm cái chính xác. Còn cái này nó chạc 3 cái thôi. Giúp cái này đi. Nó lời 100 mấy á, khủng khiếp lắm. Mình giữ trong người mình nhiều nitra quá cho nên mình đi hơi chậm các bạn. Đam bonus của mình khá là cao ha. Đứng này chơi chút xíu. Mấy anh đệ theo bảo kê. Thôi biến thôi các bạn. Một game chạy khá là nhàn. Ok. Mình mở được Tinkerer class các bạn. Rồi vậy thôi các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ha.